là bến lên nha các bạn. Đấy, nằm phiêu của ngoài luôn. Quá căng, quá nguy hiểm. Sao đây, sao đây? Dốc cắm đầu này nha, nó chiếc thứ hai nha các bạn. Rồi xong hai chiếc, để xíu có nhạc nữa anh em đi ra ngoài chạy nha. Rồi ok các bạn, đây là chỗ múc nha. Đó, bây giờ là hai xe sẽ vô. Cái bờ này đang dư đất rất là nhiều cho nên là sẽ lấy đất cái bờ này vô. Giờ hạ mặt bằng ruộng này nữa nha các bạn. Rồi lấy cái bờ trong nói chung là cũng khá là nhiều. Đứng hơi cách cái mương, rồi chắc dư tới mà. Xe này chuẩn bị chắc Tết này cũng độ chế lại một tí nha các bạn. Xe này đang còn rin và độ chế lại như là hạ gió ti nè, rồi nghĩa là xuống ti đó, xuống ti cho nó lẹ vỏ lên các bạn, hạ vỏ thôi chứ không phải là thay luôn nguyên cái ti. Rồi chạy trên xe là chủ xe luôn nha, này là tài xế mà ngày xưa mà mình quay cái con SH A2 đó các bạn. Đấy, có video mà chạy mà lên cái bờ sáng mà bị chặt bánh văng sông luôn đó các bạn, cũng khá là lâu rồi, hình như năm 2020 hay gì đó. Chạy tài xế mười mấy năm, về mua xe làm ơn các bạn. Thế này thì hút xe ben thì khỏi bàn cãi rồi. Như đó cũng 10 thế này.
như cũng 10 năm, trên 10 năm gì chạy hốt xe ben rồi. Chổng leo qua một cái bờ nữa các bạn, leo qua một cái đập nữa mới vừa vô trong cái vườn dừa trong á. Được, chạy đường này cũng hơi xa. Tài xế này khác tài xế kia nha các bạn. Tài xế kia thì chơi là nạn nguyên ịnh không à. Tài xế này thì dầm ga. Đất này mà gặp giang rau hốt một cái đổ được chắc chay đít xỉu luôn. Thiệt luôn. Cá nhóc có gô kìa, lẹn chưa kìa. Kìa kìa cái gô nó bò lên đó, cái này xách xô đi bắt có đó chết. Nó bò lên đó rồi. Thì đó, đây hai ba con này dài dài đem đen mà nó không đó. Lên gạo nữa chạy rồi, mình chạy nhau ăn. Lát nữa có gì hay hay mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Rồi, đây là cái con dốc. Em nó đang sửa các bạn. Lên xe bị bóc đầu nha. Xe bị dựng đầu. Để coi nó sửa, coi xe này lên làm sao. Im hôm nay các bạn. Dựng đầu thẳng đứng luôn. Chung hơi mượt mượt rồi, tại vì đang đợi cái chiếc SH lên mới sửa lại cái chỗ đó các bạn. Chiếc này nè các bạn, có nhiều bạn tin mắt để ý là thấy con này chạy hơi khói đúng không, máy chạy hơi khói. Con này từ đầu trên bãi là máy nó đã khói rồi,
nhưng mà được cái là cái thủy lực của nó rất là ok các bạn. Thì mua chiếc xe thì cái máy thì nó thành vấn đề đâu, máy ví dụ đổ hơi thì do bển nó đậu lâu á, Nhật nó đậu lâu á, ví dụ đổ hơi thì mình làm bộ hơi rồi này kia thôi. Quan trọng là cái thủy lực ok là nhất. Chứ mà lúc nào cũng kiếm liền quá thì nó cũng rất là khó các bạn. Các bạn ơi, chạy xong xe này thì mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Chung thì trời cũng chiều rồi, bạn thấy là hết ánh nắng rồi nha. Thì chạy thì chắc mấy anh em chạy người chắc cũng vài xe nữa cũng nghỉ rồi. Dạ, cái điện thoại nó cầm mờ vậy ta. Quay điện thoại nó hơi mờ, các bạn thông cảm nha. Mình không có mang máy quay lên. Hơi năng đầu nha các bạn. Năng đầu này đất phải thiệt cứng luôn á, đất khô luôn á, là chạy rất là nhẹ xe. Nhưng mà ngược lại thì đất mềm thì nó sẽ rất là phá đường. Đó, nói chung là nó được cái này thì nó sẽ mất cái kia thôi các bạn. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của Thái Dương Review chia sẻ nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo của mình.